Lê Thiên xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin Vì sao. Sau khi ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ra đi, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ tiến thẳng đến nhà của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, việc buộc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phải làm đơn xin nghỉ, từ bỏ mọi chức vụ một cách chóng vánh như vậy, nó được coi là một tiếng sét giữa trời quang trong những ngày nghỉ lễ nóng nực ở Việt Nam. Chỉ trong vòng 35 ngày, hai trong số bốn nhân vật tứ trụ quyền lực hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị hạ bệ với các cáo buộc về tham nhũng. Và đây nó là một sự kiện vô tiền khoáng hậu trong lịch sử 94 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ trước đây hơn một tháng, có lẽ ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng không thể nào tưởng tượng được rằng sự nghiệp chính trị của ông với tư cách là một chính khách hàng đầu, một ứng cử viên cho chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 tới đây lại rơi xuống vực thẳm như vậy. Theo giới thạo tin thì cho rằng ông Huệ được ông Trọng nâng đỡ, tin tưởng và gửi gắm hy vọng rất nhiều, cũng như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn chuyển giao quyền lực cho ông Huệ sau khi ông này rời chức vụ vào năm 2026 tới đây. Sự ê chề, nhục nhã của ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lớn đến mức là có tin cho biết là phu nhân của ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tức là bà Nguyễn Thị Văn Chi, hiện nay không có mặt ở Việt Nam vì quá xấu hổ với bạn bè và người thân của mình liên quan tới sự việc ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ này phải từ chức về vườn. Bà Chi là đại biểu Quốc hội khóa 2, khóa 14, 15 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Nghệ An, và bà này đã giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam và Séc. Trên trang mạng xã hội, sau khi ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ngã ngựa, nhiều ý kiến đã cho rằng ông Huệ cũng như ông Thưởng đều là điển hình của lũ quan tham, chỉ giỏi ăn tục nói phét, một lũ đầy tớ, mắt dậy, an tàn phá hoại của đất nước Việt Nam. Lũ quan chức coi tiền ngân sách, tiền thuế của nhân dân như cái máng thức ăn của mình, và chúng nó muốn cướp đi bao nhiêu thì tùy ý chúng nó cướp. Theo giới thạo tin thì cho rằng ông Huệ đã bị hạ gục nhanh chóng bởi lý do cục 5 của cơ quan tình báo của Bộ Công an đã nắm trong tay rất nhiều tài liệu liên quan đến việc ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và phe Nghệ An Hà Tĩnh đã từng rút tiền của ngân sách nhà nước một cách vô tội vạ. Nếu như những tài liệu này được công bố thì đây sẽ gây ra một cơn địa chấn lớn tại Ba Đình. Do đó, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng buộc lòng phải chấp thuận cho ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về vườn sớm mà không có bất kỳ hành động nào bao che được cho ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ này. Trước, trong và sau khi ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị phế truất, câu hỏi mà công luận đang quan tâm nhất đó là ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ai là nhân vật mà Tô Lâm sẽ gây gỗ để tiếp theo đưa lên đoạn đầu đài sau khi ông Vương Đình Huệ này về vườn. Có ý kiến cho rằng là có thể là sau ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tức là ông Chánh án Tòa án Nhân dân Nguyễn Hòa Bình sẽ là cái tên được lên bảng phong thần đầu tiên của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm này. Tuy nhiên, với đà thắng lợi như thế trẻ tre này, với chiến thuật nhanh chóng và bất ngờ này, với các bằng chứng cáo buộc về tội đanh thép không thể chối cãi này, đã buộc hai ủy viên của Bộ Chính trị phải đầu hàng trong tứ trụ, phải bó tay nhận tội, thì rõ ràng Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình không đủ tầm để trở thành mục tiêu chính của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong những ngày tới đây, và có chăng cũng chỉ là cây củi nhặt thêm mà thôi. Việc ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giấu giếm tham vọng trở thành kẻ thống trị toàn cõi Việt Nam là điều không cần phải bàn cãi nữa. Sức mạnh và uy quyền của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại thời điểm này được đánh giá là vô đối, và nó đã khiến cho tất cả các lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, kể cả là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phải đều tâm phục khẩu phục. Theo đó, giới quan sát thì đánh giá cho rằng ưu điểm của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là đã nói là làm, và thậm chí ông này còn làm cả những điều không tuyên bố khiến cho dư luận hoàn toàn bất ngờ. Nhưng hiện tại thì Bắc Kinh không có phản ứng nào chứng tỏ họ muốn cứu ông Huệ cả. Điều này chứng tỏ rằng ông Tập cũng chẳng còn mặn mà với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như trước đây. Hơn thế nữa, tại hội nghị Trung ương 8 đã cho thấy rằng uy tín của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giảm sút một cách nghiêm trọng. Chưa từng thấy ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị buộc phải tuyên bố chính thức rằng ông sẽ thôi chức vụ Tổng Bí thư khi kết thúc nhiệm kỳ Đại hội 13 tới đây, tức là bắt đầu cho nhiệm kỳ Đại hội 14. Theo giới phân tích thì cho rằng từ lâu Bắc Kinh đã chọn ra những dàn lãnh đạo sẵn sàng thế chân cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những người này đã được Bắc Kinh chuẩn bị khá chu đáo,
theo một kế hoạch đơn tuyến và bí mật tuyệt đối, và ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là một người nằm trong kế hoạch đó. Điều đó nó hoàn toàn phù hợp với đánh giá cho rằng ông Tô Lâm đang dựa vào Trung Quốc để leo lên chiếc ghế quyền lực cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tế đã chứng minh cho thấy rõ ràng là nhân vật thân với Trung Quốc hơn, thậm chí sắc máu hơn trong việc duy trì chế độ toàn trị, độc đoán của Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn dĩ được đánh giá là một bản sao của Trung Quốc. Người đó không phải ai khác mà chỉ có thể là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm mà thôi. Hiện nay thì Tô Lâm không thể chậm trễ hơn nữa, bởi đêm dài lắm mộng, ông cần hạ bệ sớm đối với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng này và tránh việc các phe nhóm khác trong đảng sẽ phản công lại đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, nên ông phải ra tay gấp rút trong thời gian tới đây. Dù rằng hiện nay ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là kẻ có quyền lực mạnh nhất, nhưng cũng vì vậy mà kẻ thù của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hiện nay đang có mặt ở khắp nơi. Đồng hơn quân nguyên, một khi ông Tô Lâm đã đoạt được chiếc ghế Tổng Bí thư từ tay của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì ảnh hưởng đến quyền lợi của các thế lực thù địch khác, và họ cũng sẽ không để cho ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm này được ngồi yên trên chiếc ghế Tổng Bí thư đó. Đó cũng là lý do vì sao ông Tô Lâm sẽ phải ra tay nhanh chóng trong việc hạ bệ đối với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và cũng vì thế một khả năng tương đối cao rất có thể là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm này sẽ tiến thẳng đến nhà của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chính thức ra đây. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì mới đây dư luận đã cho rằng là việc xử lý đối với ông Trần Quý Thanh thì ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tức là đang mở đường tiến tới ông Hồ Mẫu Ngoạc, trong khi ông Hồ Mẫu Ngoạc lại là cựu trợ lý của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công luận thì cho rằng chuyện gia đình của ông Trần Quý Thanh và hai cô con gái Trần Nguyên Phương và Trần Ngọc Bích bị cáo chiếm đoạt số tiền lên đến 767 tỷ đồng là một ví dụ điển hình cho câu tục ngữ gieo gió thì gặt bão. Trong bối cảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang ráo riết tập trung mọi nỗ lực với mưu đồ giành đoạt ngôi vị chiếc ghế Tổng Bí thư để thay thế cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, về việc này nó được đưa ra bởi vụ án của ông Trần Quý Thanh đưa ra xét xử, vậy nó có ý nghĩa gì trong giai đoạn hiện nay? Báo Tuổi Trẻ ngày 24 tháng 3 năm 2024 đã đăng nội dung tin bài ông Trần Quý Thanh bị đề nghị 9 đến 10 năm tù. Và bản tin này cho biết rằng sau hơn một ngày xét xử, vào chiều ngày 24 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh đã luận tội đối với cha con của ông Trần Quý Thanh. Theo đó, ông Trần Quý Thanh bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù, bà Uyên Phương bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù, còn bà Ngọc Bích bị đề nghị từ 4 đến 5 năm tù. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, ba cha con của ông Trần Quý Thanh đã cho một số doanh nghiệp cá nhân vay tiền nhưng sử dụng thủ đoạn không ký hợp đồng cầm cố tài sản mà buộc người vay phải ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng tài sản rồi chiếm đoạt lấy. Trong ngày đầu xét xử tại tòa, ông Trần Quý Thanh vẫn khẳng định mình không có tội, cũng không cho vay mà là mua bán đất với các bị hại. Tuy nhiên sau đó ít giờ, cả ba cha con của ông Trần Quý Thanh đã thống nhất nhận tội tại tòa theo như cáo trạng đã truy tố nói trên. Nói về sự giàu có của gia đình ông Trần Quý Thanh, công luận đánh giá cho rằng ở Việt Nam, nói về giữ tiền mặt, nếu gia đình của ông Trần Quý Thanh đứng ở vị trí thứ hai thì chắc chắn không ai dám đứng ở vị trí thứ nhất. Tập đoàn Tân Hiệp Phát là một doanh nghiệp tư nhân sản xuất ở nước giải khát với doanh số lên đến hơn trên dưới 6.000 tỷ đồng và lãi trước thuế trung bình mỗi năm là hơn 2.000 tỷ đồng. Thậm chí có những năm doanh thu của Tân Hiệp Phát bằng cả Coca và Pepsi sản xuất tại Việt Nam cộng lại. Hơn thế nữa, nỗi khổ là cha con của ông Trần Quý Thanh kiếm được lợi nhuận bao nhiêu cũng không thấy đủ. Vì thế, ngoài sản xuất nước đóng chai thì họ còn mở thêm mạng cho vay tiền, nhận cầm cố dự án. Và đây cũng chính là lý do khiến cho cả nhà của ông Trần Quý Thanh vướng vào vòng lao lý. Tục ngữ Việt Nam thì có câu nói rằng, gieo gió thì sẽ gặt bão, và đây được cho là lời răn dạy của những ai muốn hại người. Để cầu lợi ích thì sẽ gặp tai họa, đó là một điều không thể nào tránh khỏi. Nhưng trong báo Việt Nam Net ngày 4 tháng 8 năm 2014 cũng đã đưa tin cho biết ngày 2 tháng 8 năm 2014 tại tỉnh Hà Nam, ông Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng lúc đó là ông Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm nhà máy No. 1 tại Hà Nam của ông Dr. Thanh này và nhấn nút khởi động dây chuyền sản xuất nhà máy. Và giới thạo tin thì cho biết rằng ông Trần Quý Thanh có mối quan hệ đặc biệt với ông Hồ Mẫu Ngoạc, tức là trợ lý của ông
Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, việc ông Trọng thăm nhà máy No. 1 là sự tác động của ông Hồ Mẫu Ngoạc theo đề nghị của ông Trần Quý Thanh này với giá là 5 tỷ đồng. Và đây chỉ là một ví dụ nhỏ trong muôn vàn các phi vụ kiếm ăn của ông Ngoạc này mà thôi. Dư luận xã hội thì cho rằng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vốn trăm công ngàn việc, lý do gì mà lại dành sự ưu ái đặc biệt cho Tân Hiệp Phát như thế? Và điều này có liên quan gì tới việc Tân Hiệp Phát có các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh hay không? Vì sao mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị là một người đứng đầu một cơ quan phòng chống tham nhũng trung ương lại sơ suất đến như vậy để bị mang tai tiếng chống lưng cho một vị đại gia đầy tai tiếng Trần Quý Thanh của Tân Hiệp Phát như vậy? Công luận thì đánh giá rằng trợ lý cánh tay nối dài của lãnh đạo được lãnh đạo Việt Nam sử dụng như một trung gian để làm tiền đối với các doanh nghiệp cũng như là hối lộ từ doanh nghiệp. Điều này kể trên có liên quan đến việc ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang thường xuyên bắt giữ các thư ký, trợ lý của các lãnh đạo cao cấp, mà mới nhất là vụ bắt trợ lý của ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tức là ông Phạm Thái Hà. Công luận thì cho rằng phải chăng đó là hệ quả của tình trạng thượng bắt chính thì hạ tắc loạn, và không chỉ trong bộ máy nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam mà cả ở thượng tầng kiến trúc của bộ máy chính trị Việt Nam cũng như trong một tình trạng chung như vậy. Một câu hỏi đặt ra là vì sao Bộ Công an lại xử lý ba cha con của ông Trần Quý Thanh vào lúc này khi cuộc chiến cung đình đang ở mức cao trào, và điều đó có liên quan gì đến khả năng bắt cầu để đến đối với ông Hồ Mẫu Ngoạc là cựu trợ lý của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay không? Vấn đề này chúng ta cần phải chờ xem để Bộ Công an tiến hành vào cuộc điều tra và tất cả mọi nước cờ của Tô Lâm lúc đó sẽ được làm rõ. Liên quan đến những vấn đề này, Lê Thường sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà Lê Thường sẽ tiến hành cập nhật đến quý vị trong những bản tin lần tới.